đang được ngắm nhìn và thưởng thức chất âm của cặp loa khủng long bảo chúa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa JBL model 4638 và 2509A có xuất xứ đến từ California, Mỹ. Với cấu hình nặng tới 1 tạ 6 chiếc máy quay cho cặp loa, công suất sở hữu tối đa lên tới 3200W và độ nhạy cao từ 100 tới 131 decibel trên trở kháng 8 ohm, trang bị hai quả loa bát siêu khủng long và quả kèn lớn một người vác nặng trên cặp loa JBL 4638 và 2509 đến từ Mỹ. Phong cách chơi đa thể loại nhạc và karaoke chuyên nghiệp rất là ít có đối thủ để so đọ trong phân khúc tầm giá của cặp loa khủng long này, sẽ làm cho không ít những quý vị phải thèm thuồng. Cho dù rằng chúng ta có cơ hội sở hữu hay không, nhưng quý vị vẫn phải công nhận với tôi rằng nó rất đẹp và phong cách rất là ngầu với chất âm của những vũ trường lớn và cũng có thể nói rằng chất âm chuyên nghiệp cho karaoke. Và với nghe nhạc thì đây là một trong những cặp loa thể hiện cực kỳ là ngọt ngào và chi tiết chất âm của giới sành chơi và sành nghe nhất khi thưởng thức audio. Mời anh em cùng nghe tiếp một vài giai điệu nhạc quen thuộc nữa mà tôi hãy thấy đây. Quý vị sẽ thấy được độ khuê cũng như độ ngọt ngào của cặp loa khủng long bảo chúa. Thấy được rằng sự thể hiện ngọt ngào và tê tái, những tiếng xóc xách cũng như lời hát cực kỳ là tuyệt vời. Mặc dù tôi đang mở tín hiệu thông thường từ trên TV với tín hiệu không mất tiền, kết hợp với đẩy vang mic xịn sò cho cấu hình vừa nghe nhạc lẫn karaoke, nhưng chất âm và đẳng cấp của nó thực sự tôi có thể nói rằng vượt xa tầm giá rất nhiều. Nghe như thế này thì để nói rằng tôi đang quay bằng cái điện thoại cùi bắp thôi, nhưng mà dù sao cũng vẫn rất là phê. Quý vị nào ở gần thì mời quý vị qua uống nước chè và niu riu thưởng thức những bản nhạc này. Tôi chắc chắn một điều rằng quý vị sẽ quên nói về. Như vào những giờ nghỉ như thế này mà niu riu thưởng thức những bản nhạc này, nó vô cùng là ngọt ngào, khiến cho ngay tâm trạng cũng như là vào những cái giờ nghỉ này cảm thấy rằng rất là buồn ngủ đấy ạ. Rất phê và ngọt ngào với cặp loa khủng long bạo chúa JBL 4638 và 2509A đến từ California, Mỹ, xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi chúng ta có cơ hội sở hữu. Mời anh em cùng nghe tiếp cho nó phê. Không đến cho chúng mình bên nhau từ biết hẹn xuân là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta cùng ngắm nhìn lại cấu hình này. Niu riu mà cứ nghe thế này thì đoạn clip này có lẽ rằng tôi không thuyết trình được cho quý vị phần thông số. Thôi chúng ta cùng ngắm nhìn. Với cặp loa khủng long bạo chúa JBL 4638 và 2509A có xuất xứ đến từ California, Mỹ, đẹp xuất sắc.
số 1 tại Việt Nam, logo và tem cờ phía trên chốc cũng như phía hai bên hông JBL rất là lớn màu trắng. Trên phần thùng được trang bị phần thùng gỗ bạch dương và được phủ màu xám đen rất là sang trọng theo tông màu sang trọng của những không gian phòng khách lớn hay các quán bar hay các vũ trường. Cao 1,5m, ngang 65, sâu 50, nặng tới khoảng tầm 160-180kg. Đó, tôi gọi là tạm gọi là 160kg. Công suất cho cặp loa này ở ngưỡng 1600-3200W cho cả đôi. Độ nhạy từ 100dB tới 131dB trên trở kháng 8 ohm. Rất là tuyệt. Với thiết kế hai quả bát siêu trầm hạng nặng còn đang là mới long lanh, quý vị quan sát nguyên cái màng loa của nó còn đang màu, còn đang là sáng chói. Gân xếp tẩm dầu xương đúc từ 22 côn 100. Tôi gọi là từ 20. Đó. Rất là phê ạ. Bốn quả bát này trên cái hai cái thùng khủng long này, bốn cái ống hơi 100 thở về mặt trước, quý vị thấy rằng nó rất mạnh cho những không gian phòng khách hay các nhà hàng, quán bar hay các vũ trường. Logo tem cờ phía mặt trước này, JBL 4638, có xuất xứ đến từ California USA và model 2509A đến từ California Mỹ. Phê không ạ? Phần trên cùng là quả kèn khủng long. Chúng ta thấy được rằng với quả kèn này thì nó được thiết kế cực kỳ nó lớn, củ từ của nó 22 côn 100, model 2446H nổi tiếng của JBL, giải tần hoạt động rất là rộng. Với đường kính họng chiều ngang chúng ta thấy được rằng nó lớn tới 50, cao 30 và nó sâu khoảng tầm cũng tới chắc cũng phải tới khoảng 50, trên 50 ạ. Đó, nguyên một cái củ của nó một người vác nặng luôn. Chưa nói rằng cả họng, cả bệ. Đó, quý vị quan sát này. Đó, đây là củ này. To khủng khiếp luôn. Đó, một người vác cái củ này thì nặng lệ khệ luôn. Và nguyên cả bọc cao su cũng như bộ chân có thể điều khiển quay các hướng và ngỏng lên ngỏng xuống. Đặc biệt rằng phần họng của cặp loa này chúng ta thấy được rằng nó được trang bị họng bằng sừng, những thể loại họng kèn của JB cho tiếng tốt nhất, không bị đanh chói, khác với họng nhựa hay khác với họng nhôm. Thì với những dòng họng sừng này thi công để mà đúc ra được những cái họng này nó rất là cầu kỳ và rất là khó. Đó, mang lại cho chất âm của giới sành chơi và sành nghe nhất khi thưởng thức audio. Phần phối ghép thì chúng ta nướt lại. Tôi đang phối ghép cùng với con đẩy bãi châu Âu H650A, bộ mic UR30D của hãng Shure đời cao và con vang số C71V của hãng Dianetic đến từ thương hiệu đến từ Hàn Quốc và Mỹ. Đó, cấu hình xịn sò để điều khiển cho cặp loa. Chúng ta thấy được độ phê cũng như mức độ trải nghiệm, vẻ sang trọng và độ khủng của cặp loa JBL 4638A đến từ California, Mỹ. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Xin chân thành cảm ơn.
Thank you.